1, 2, 3. Xin chào tất cả các em. Chúng mình là team Leo Leo Kids. Và ngày hôm nay team Leo Leo sẽ có một thử thách cực kỳ thú vị. Đó chính là sử dụng Honey để có thể đi ăn các đồ ăn vặt xung quanh Hà Nội. Và bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các em hãy đồng hành cùng với team Leo Leo nha. Let's go. Mình là Mai Mỉa, còn đây là Chan Chan. Hôm nay chúng mình sẽ thực hiện series thử thách 2000 ăn cả thế giới. Hiện tại thì chúng mình đang ở ngõ 1A Tân Tất Tùng. Và các bạn hãy đón xem chúng mình ăn gì ở đây nhé. Các bạn ơi, món của Mai Mỉa đã ra rồi đây. Món của mình là sữa chua chân châu. Món sữa chua này có hai bát. Một bát là bát sữa chua, còn một bát là chân châu trộn cùng với nước cốt dừa. Nước cốt dừa rất thơm các bạn ạ. Chúng mình hãy cùng ăn món này nhé. Bây giờ để ăn được món này, chúng ta sẽ đổ bát nước cốt dừa chân châu này vào trong bát sữa chua này nhá. Bạn nhìn Mai Mỉa làm đây. Wow. Ôi trời ơi, tôi đang ở một thiên đường ẩm thực. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng các bạn nhé. Món này rất là mát lạnh các bạn ạ. Chân châu thì dai, ngon, thơm, có vị thơm ngậy của sữa dừa nữa, còn thêm cả vị chua chua nhẹ và rất là thơm của sữa chua nhà Lam nữa. Uầy, Mai Mỉa có thể ăn hết cả cái bát này luôn. Mà món này rất thích hợp ăn vào mùa hè, nhưng mà với riêng Mai Mỉa thì mùa nào cũng có thể ăn được. Hello các bạn. Vậy thì sau khi Mai Mỉa đã thử xong món sữa chua chân châu thì bây giờ sẽ đến lượt Chan Chan nhé. Bởi vì giờ này Chan Chan đang hơi bị đau họng, mọi người thấy nghe thấy là giọng mình hơi bị kỳ kỳ đúng không? Thế nên là mình đã không chọn một món lạnh lạnh như kiểu món sữa chua chân châu, bởi vì nó có thể làm mình đau họng thêm nữa. Vậy thì mình đã chọn một món là rất là cay luôn. Các bạn có biết đấy món gì không? Đây chính là món bánh mì cay Hải Phòng này. Tại sao mình ở Hà Nội mình lại ăn món của Hải Phòng nhỉ? Nhưng thực ra món bánh mì cay Hải Phòng này rất phổ biến ở Hà Nội và rất nhiều người đều thích ăn món này. Vậy thì hôm nay Chan Chan sẽ cùng bọn mình thử cái món này nhé. Ok, vậy thì bây giờ bọn mình sẽ cùng nếm thử món bánh mì cay này nhá. Đầu tiên, mình sẽ lấy một cái bánh mì cay này và chấm vào cái sốt ớt này này. Cùng thử một miếng nhá. Cái bánh mì cay này thì có nhân bên trong là pate. Vậy thì lúc mà mình cắn vào, bánh mì thì siêu giòn luôn. Mọi người có thể nghe thấy tiếng rất giòn bánh mì. Và vị pate thì rất là ngậy và rất là thơm. Ăn rất là đã, đặc biệt là có một cái sốt ớt này này. Sốt ớt thì hơi chua chua, hơi ngọt ngọt, nhưng mà quan trọng là rất là cay. Bạn nào mà thích ăn cay và ăn được cay thì đừng ngại ngần, hãy đi thử một bánh mì cay Hải Phòng này nhé. Chị Caro vừa tìm đến một quán tteokbokki mà chị Caro vô cùng thích ăn tteokbokki luôn, nên là chị thử dùng 20.000 xem có mua được tteokbokki ở quán này không nhá. Mà chị Leo vẫn tìm được một món bánh cá taiyaki của Nhật Bản nè. Đây là lần đầu tiên mà chị Leo ăn cái món bánh cá này đấy. Các em đã bao giờ ăn thử chưa? Chị sẽ ăn nhá.
Đầu tiên là cái lớp vỏ bên ngoài này nó rất là giòn kia mà. Wow, rất crunchy. Đấy. Và nó rất là thơm mùi sữa nữa cơ. Bây giờ thì chị sẽ cắn vào bên trong để xem nhân nó là gì nhá. Ok em ơi, em nhìn thấy không? Nhân bên trong của nó chính là nhân đậu đỏ. Có màu hơi tím tím đúng nào? Đây là nhân đậu đỏ red bean. Và bên trong bánh cá thì rất là mềm luôn. Ui, bánh cá này chị yêu cảm thấy rất là ngon đấy. Chị sẽ chấm cho món này là 10/10. Bây giờ mình và Chân Cha đã đến với phố đi bộ. Và bây giờ chúng mình sẽ đi ăn món tiếp theo. Đó chính là món kem tráng tiền. Chúng mình đi thôi. Hello, bọn mình đang ăn hai que kem tráng tiền đây rồi. Mỗi một que kem này có giá là 12.000. Bây giờ trong chỉ tiêu 20.000 của mình đúng không nào? Kem rất là ngon các bạn ạ. Mình ăn kem cốm, còn Chân Cha ăn kem sô-cô-la. Nói chung là cả hai kem thì rất là thơm và rất là ngon. Kem tráng tiền nổi tiếng mà. Mỗi tội là vừa nãy Mai Mỉ ăn kem xong bị mút óc các bạn. Ok, bây giờ chúng mình hãy vừa ăn kem và vừa đi dạo quanh bóng Hồ Gươm xem là có cái món gì ăn khác nữa không nhá. Let's go. Các cậu ơi, hôm nay Dứa sẽ ăn một món ăn rất là ngon luôn. Dứa chắc chắn là các cậu sẽ biết tên của món ăn đó. Đó chính là bò bí ngọt. Chính là một chiếc bò bía ngọt. Món này thì rất là nổi tiếng ở miền Bắc. Thì không biết là các bạn ở miền Trung và miền Nam có biết đến món bò bía ngọt này không? Nếu như các bạn biết đến thì hãy comment bên dưới cho Dứa biết với nhá. Bây giờ thì Dứa sẽ ăn luôn đây. Mới ngửi thì Dứa đã thấy là món này rất là thơm mùi dừa rồi. Rất là thơm đấy. Dứa nghĩ là món này sẽ rất thích hợp với các bạn thích ăn ngọt. Tại vì là món này có một vị ngọt rất là sắc. Cô bán hàng đã không có vừng cho nên là đã thay vừng bằng lạc, cho nên Dứa thấy hương vị của món này có một chút thay đổi. Nó có gì đó hơi lạ lạ một chút, nhưng mà không sao, ăn vẫn là rất là ok luôn. Theo như Dứa được biết thì món này đã có được rất là lâu rồi, và đây là một món ăn rất là truyền thống, gắn liền với tuổi thơ của các bạn học sinh, sinh viên. Vì thế cho nên Dứa nghĩ là các bạn cũng nên thử món này đấy nhá. Caro vừa tìm ra một quán vô cùng thú vị. Bây giờ Caro sẽ vào dùng 20.000 để mua xem là sẽ mua được những gì nhá. Cho em một há cảo xiên, một phô mai que. Bây giờ chị Caro sẽ ăn phô mai que này nhá. Phô mai que này không kéo sợi được em ạ, nhưng mà vị của nó vẫn vô cùng thơm ngon luôn. Bây giờ chị sẽ ăn sang há cảo. Mai Mía, quên mất ngon các bạn đi. Ngon quá các bạn ạ. Bánh tráng trộn ăn rất là ngon các bạn ạ. Trong này nhá, có rất nhiều bò khô này, có một quả trứng cút to luôn. Xong rồi lại còn có rất nhiều, có mùi thơm của lạc và hành phi nữa. Mà Mai Mía rất thích ăn bánh tráng trộn. Nhưng mà chắc là bánh tráng trộn là món rất là quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Mình có thể ăn bánh tráng trộn 3 bữa một ngày, 7 ngày một tuần cũng luôn cũng được. Mời các bạn ăn với mình nhá. Món này theo chị yêu đoán nó chính là món chả cá hoặc là chả tôm, bởi vì nó có cái vị hải
mùi hải sản rất là rõ luôn. Ăn rất là ngon các em ạ. Ui cái xiên này ngon quá đi mất. Rất là thơm ngon luôn ý. Ui chị Liêu sẽ chấm cho món này là 10/10. Cao hơn cả cái món bánh cá lúc nãy luôn. Cái xiên này có giá 20k thì hơi đắt phải không các em? Nhưng mà sau khi ăn xong chị Liêu thấy nó hoàn toàn xứng đáng với chất lượng của nó đấy. Món mực này trông rất là lạ. Tuy nhiên thì ăn hơi bị khô. Dứa cảm thấy thế nào? Các bạn ơi, cái rau này rất là cứng và nó rất là khô nữa. Nó hơi dai nữa nhở. Nên là dứa không biết món này thế nào. Dứa chấm mấy? Dứa nghĩ món này chỉ 6 điểm thôi. 6 điểm ạ? Và đây là chính là món tiếp theo của giá 20k của bọn mình tìm được đây này. Đây là bánh mì pate nấm và thịt xiên nướng. Bên trong của nó có hai loại nhân, đấy là pate và thịt xiên nướng. Nhưng mà cái pate này rất là đặc biệt bởi vì nó có thành phần là nấm. Vậy thì bọn mình sẽ ăn thử xem là cái bánh mì này có thực sự là đặc biệt không nhá. Cái bánh mì này bởi vì nó đã được nướng lên rồi nên nó siêu giòn luôn. Mà có thể nghe thấy tiếng rất là giòn của nó này. Đó. Và bên trong nó có nhân pate nấm. Wow, cái pate này rất là đặc biệt luôn các bạn ạ. Bởi vì nó vừa có mùi pate mà nó lại vừa có mùi nấm rất là thơm nữa. Sau đó thì mình đã cắn vào một miếng thịt nướng. Thịt nướng này thì rất là đậm đà và ăn cũng rất là thơm vị nướng luôn. Món này là món rất là đặc biệt mà các bạn nên thử khi mà đến với phố đi bộ Hà Nội đấy. Hello các bạn, bây giờ thì bọn mình đang trên đường đi tìm kiếm món ăn tiếp theo. Không biết là bây giờ thì bạn Leo và Dứa Thích Hứa đang làm gì nhở? Thì đã rất là khát nước. Như vậy thì nhiệm vụ bây giờ của chị sẽ là sử dụng 20k này để đi tìm một đồ uống nhá. Dứa đã lựa chọn món dâu tây dầm là món tráng miệng cho ngày hôm nay. Có bạn nào đã ăn dâu tây dầm chưa nhở? Tại vì là Dứa và Leo chưa bao giờ ăn cho nên bọn mình đã quyết định chọn món này là món tráng miệng đó. Nhưng mà vì chỉ có 20.000 thôi nên bọn mình mua được rất là ít đấy các bạn nhìn này. Chỉ có ít thế này thôi bởi vì dâu tây cũng khá là đắt mà đúng không? À, bây giờ thì bọn mình sẽ ăn thử xem nhá. Okay. Nhá. Đây là một quả dâu tây rất là đỏ luôn. Không biết là ăn nó ngọt hay chua đây nhở? Có ăn thử đi. Dứa đoán là gì? Chua hay ngọt? Dứa đoán là chua đấy. Liêu đoán là ngọt. Bởi vì dâu tây thì thường là sẽ là ngọt mà. Rất là ngọt đúng không? Các bạn ơi, dứa đoán sai rồi. Dâu tây này ngon cực kỳ nha. Dâu tây này ngọt xong lại còn được trộn thêm với đường nữa nên lại là càng rất là ngon đấy. Dứa thích món này quá đi mất. 10/10 luôn. Liêu cũng rất là thích. Kem ơi, no bụng quá đi mất thôi. Từ sáng đến giờ thì team Leo đã ăn không biết là bao nhiêu là món với giá 20.000 rồi. Trong các món ăn vừa rồi thì kem ấn tượng cái món nào nhất thì hãy comment chị biết nhá. Và ngoài những cái món ăn mà team Leo vừa mới ăn thì kem thấy là còn những cái món nào mà mình có thể mua với giá 20.000 hoặc là dưới 20.000 thì kem hãy comment xuống bên dưới nha. Những món nào mà được comment được đề xuất nhiều nhất thì team Leo sẽ nhất định ăn thử đấy. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt kem. Hẹn gặp lại kem trong những video lần sau của Leo Kids nhé. Bye bye.
Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.